hai tính năng hay trên phần mềm Drive phần 1. Ở phần 1 này mình sẽ giới thiệu cho bạn tính năng đầu tiên, đó chính là tính năng Local Disk. Khi bật tính năng Local Disk thì bạn có thể truy cập dữ liệu của bạn như một ổ đĩa công bộ. Tuy nhiên, ổ đĩa này sẽ khác ổ đĩa Drive thông thường. Đó chính là bạn có thể sử dụng như một ổ đĩa của máy tính bạn luôn. Đó chính là bạn có thể cài phần mềm lên đó và chạy phần mềm trên ổ đĩa Drive có bật tùy chọn Local Disk này. Và với ổ đĩa cục bộ này, bạn có thể sử dụng chức năng của Windows và chia sẻ nó với những máy tính đang dùng chung mạng LAN cục bộ của bạn. Và mọi người trong mạng LAN cục bộ của bạn đều có thể sử dụng dữ liệu mà bạn chia sẻ. Nó nhỏ này nè, nếu bạn mua NAT ở MSAcop thì bạn có thể mua phần mềm Drive với giá 6 đô thay vì 30 đô la như thông thường nha. Bạn có thể gọi ngay cho chúng tôi hoặc đến để trải nghiệm giải pháp lưu trữ kỷ niệm tối ưu dành cho doanh nghiệp tại showroom của MSAcop.